sang của nhân gian. Thiền tông đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu như không giảng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương thì họ còn thối chuyển. Trong kinh nói rất rõ ràng, thất địa trở về trước đều còn thối chuyển, đến Bồ Tát Bát Địa là Bất Động Địa mới thực sự không thối chuyển. Còn pháp môn này là dùng tâm niệm Phật vào tri kiến Phật. Tri kiến Phật là gì? Là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ là chú giải câu Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó, niệm câu A Di Đà Phật là tụng toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ. 80 quyển Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả kinh điển mà Đức Phật thuyết trong 49 năm, ngày nay gọi là Đại Tạng Kinh, là chú giải kinh Hoa Nghiêm. Một câu A Di Đà Phật là cả Đại Tạng Kinh, cho đến tất cả pháp mười phương ba đời các đức Như Lai nói ra để giáo hóa chúng sanh cũng không lìa một câu A Di Đà Phật. Có mấy người biết được công đức niệm Phật lớn như thế, câu hiệu Phật nghĩa lý sâu rộng như thế nào? Thật sự chưa có người hiểu được. Mỗi ngày niệm, chúng ta cũng không phát giác được sau khi niệm có cái gì hay đối với chúng ta không. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân là niệm không đúng pháp, tức là niệm không nhất tâm. Niệm nhất tâm là niệm đúng pháp. Kinh này dạy chúng ta nhất tâm chuyên niệm. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, đồng thời vẫn niệm cái khác, là vọng tưởng lẫn lộn, cho nên hiệu quả không rõ ràng. Nếu nhất tâm chuyên niệm thì công đức không thể nghĩ bàn, tội chướng thế nào cũng tiêu trừ. Hôm nay lạy 88 vị Phật, lạy Lương Hoàng Xám, chưa chắc có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Cầu A Di Đà Phật tuyệt đối tiêu trừ được. Làm sao biết? Thế giới ta bà càng về sau tội chướng của chúng sanh càng nặng. Khi Phật pháp sắp diệt tận, lúc ấy tội chướng cực nặng, các pháp môn Phật thuyết đều mất hiệu quả. Sau khi Phật pháp diệt rồi, 100 năm sau kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn hiệu quả. Các nghiệp chướng mà tất cả pháp môn khác không tiêu trừ được thì pháp môn này có thể trừ được. Thế mới biết pháp môn này không thể nghĩ bàn, nhất tâm chuyên niệm rất là quan trọng. Cho nên bí quyết niệm Phật là không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp bất cứ vọng niệm nào. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy cho chúng ta biết là ngay ở việc chúng ta tụng kinh, trì chú, bái sám, làm các pháp hội đều là xen tạp cả. Chỉ có niệm Phật mới là nhất tâm. Trước mắt, người Trung Quốc hiện nay so với người ngoại quốc phiền não nặng hơn. Nặng ở chỗ nào? Nặng ở tình người. Có người lấy tình cảm làm Phật sự, tức nhân tình Phật sự. Thế là không tốt, thế là ma chướng, làm chướng ngại sự tu nhất tâm, chướng ngại việc chuyên niệm. Nào là pháp sự, thông tri, điện thoại bạn bè mời thỉnh, không thể không đi. Những thứ này làm cho đạo nghiệp chướng ngại. Điểm này chúng ta phải phản tỉnh kỹ càng. Chúng ta có mong kiếp này đạo nghiệp thành tựu, hay là không muốn cắt đứt tình cảm vướng dấp ấy? Nếu cần tình cảm này thì đừng tính đến một đời vãng sanh được. Hãy đem việc tình cảm này để sang một bên, trước cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, rồi đem thuyền từ trở lại mở đường trước họ. Đó là thông minh. Các vị nên nhớ là những việc linh tinh nếu không dừng lại thì nó làm chướng ngăn đạo nghiệp, ngăn ngại tâm thanh tịnh, nuôi dưỡng tâm xen tạp. Việc này càng nhiều ma chướng càng nặng, phải giác ngộ điều đó. Những vị tại gia nên cảnh giác. Người xuất gia so ra nghiệp chướng này còn nhiều hơn. Mỗi ngày có thư đến, điện thoại thăm hỏi pháp sư nườm nượp. Những người này là ai? Toàn là ma chướng cả. Quý vị xem pháp sư Đàm Hư khai thị trong Phật Thất, ngài nói rất là khẳng khái, khuyên mọi người hãy niệm Phật, tự mình niệm Phật
không được một sâu chuỗi thì vọng niệm xen tạp tới. Một ngày niệm Phật rất ít được nhất tâm, cố định tâm lại niệm Phật một chuỗi. Vừa niệm mấy tiếng thì có người đến tìm, đến thăm, có việc xin nhờ chỉ dạy, đều là chuyện phiếm cả. Dù nói xả kỹ dị nhân, nhưng hy sinh có giới hạn thì thật sự mới có năng lực giảng sanh. Xả kỹ mà hạ phẩm không có phần thì xả kỹ làm chi? Xả kỹ đến cuối cùng giảng sanh không thành, lại vướng lục đạo luân hồi, thật là đáng tiếc. Do đó, quên mình vì người phải có giới hạn. Nói cách khác, dù hạ phẩm giảng sanh cũng phải quyết định đến. Hy sinh một chút mà hạ phẩm không giảng sanh thì không nên hy sinh làm gì, không thể để luống qua một kiếp người. Dùng tâm niệm Phật vào tri kiến Phật. Câu A Di Đà Phật là tri kiến Phật, huống là trong kinh giảng rất rõ ràng, mười phương Như Lai đều niệm Phật thành Phật. Sự hưng khởi của tông Tịnh Độ chính là do đại sự nhân duyên này. Phật nói Tịnh Độ tông giảng kinh Vô Lượng Thọ chính là vì đại sự chủ yếu này. Tất cả kinh Phật thuyết đều chỉ dẫn trọng điểm ấy. Bộ kinh này, pháp môn này là trọng tâm Phật độ chúng sanh trong một đời thành Phật. Hiểu được điểm trọng yếu của bộ kinh này chính là hiểu tất cả kinh. Hiểu được giá trị, công đức, lợi ích của kinh này mới thành tâm phát nguyện tu học. Còn tu học theo kinh khác đều là phụ trợ kinh này. Chánh trợ song tu, chánh trợ phải phân biệt rõ ràng. Đoạn thứ hai nói về nhân duyên hương khởi. Nhân duyên hương khởi bộ kinh này thù thắng không gì bằng. Đoạn này chia thành 5 phần. Thứ nhất, Đức Như Lai thuyết pháp là xứng tánh diễn bày. Kinh điển Đại Thừa là do Như Lai xứng tánh nói ra, từ bản tánh chân như mà lưu xuất. Kinh Đại Thừa vì thế gọi là cứu cánh liễu nghĩa, nhất thừa viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa dù Như Lai nói theo xứng tánh vẫn chưa đạt đến cực điểm. Giống như mặt trăng, trăng đêm 14 rất sáng nhưng có khuyết một chút, chưa tròn hẳn. Kinh này như trăng ngày rằm tròn sáng nên gọi là xứng tánh diễn bày, là chánh thuyết của Như Lai. Phật xuất hiện thế gian muốn độ tất cả chúng sanh, kinh này là chánh thuyết của Ngài. Ngoài ra tất cả kinh khác là bàn thuyết. Sự thật này không phải người tu tông Tịnh Độ nói để tự khoe tự tôn kinh điển mình tu. Nếu có cái thấy như vậy thì lợi ích công đức sẽ sai mất. 2. Tam căn khắp độ, thánh phàm đều thâu. Kinh điển này là Như Lai xứng tánh diễn bày, tốt biết là bao. Chúng ta có hay không có phần phải quan tâm, nếu như không phần chẳng lẽ nói suông. Do đó kinh này chúng ta chắc chắn có phần. Ba căn khắp độ, lợi độn gồm thâu, chỉ cần tin tưởng mọi người đều có phần, đây gọi là cực. Kinh Hoa Nghiêm vì sao không gọi là cực? Vì hạng pháp thân đại sĩ trở xuống không có phần làm đối tượng độ thoát, không độ phàm phu nhị thừa, chỉ độ Bồ Tát viên giáo sơ trụ trở lên. Do đó đối tượng của kinh ấy là độ 41 pháp thân đại sĩ, tuy xứng tánh mà không viên mãn. Kinh này ngay cả chúng sanh ở địa ngục đều có thể độ nên gọi viên mãn cực xứ. 3. Diệu pháp tha lực khéo hộ vệ người tu. Người học Phật, nhất là ở xã hội hiện nay, yêu quái đầy ở thế gian. Chúng ta thấy người đang học Phật lạc theo ma rất nhiều. Ở Trung Quốc, ở ngoại quốc, hầu như mỗi đạo tràng đều có phát hiện, rất đáng sợ. Nhưng pháp môn này không dính mắc vào ma. Pháp này được chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì, chúng ta có thể an tâm tu học. Thứ tư, nhằm hợp diệu đạo, khéo vào vô sanh. Điều này đối với chúng ta cũng là một an ủi lớn. Pháp môn tối thắng trong Phật Pháp là minh tâm kiến tánh. Còn pháp môn này có thể minh tâm kiến tánh không? Có thể chứ. Phương pháp này còn khéo léo phi thường, thiền, mật giáo không bì kịp. 5. Đại Thánh ban ân, đặc biệt lưu lại kinh này.
Đại Thánh là Đức Phật Thích Ca. Phật Pháp sau này diệt hết, bộ kinh này diệt sau cùng. Lợi ích công đức của nó hơn tất cả kinh. Khi chúng sanh mắc tội chướng cực nặng, các pháp môn đều mất hiệu quả, đều không thể đối trị. Nhưng kinh này vẫn còn phương pháp độ họ. Có thể thấy công lực của kinh này to lớn biết bao. Các kinh khác không thể nào so sánh được. Chúng ta đọc